Chào các bạn nhé, hôm nay mình tiếp tục mình cho cá ăn mồi này các bạn ơi. Đây là cá rô phi mình băm nhỏ ra nhá. Đây là mình sẽ vớt vào. Ok các bạn, đây mình cho cam nó ra đằng này thì mình nhìn thấy rõ hơn. Thực ra mình không dám đứng đây nhìn thấy nó không dám ăn các bạn. Đấy này, nhiều bạn cứ bảo nó không ăn, ăn ở mầm, nó bảo mầm đấy. Nó lao vào nó ăn đấy, nên mình không dám đứng đây nhé, mình đứng đây nó động. Đây các bạn thấy chưa? Nó đã ăn gần hết rồi, hết rồi luôn. Hết rồi các bạn. Nó đớp hết luôn. Đây mình ấn ra quay góc khác cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn nhé. Chỉ một lúc nó đã đánh gần hết rồi. Thank you.
Còn khô thôi. Mùa này mùa nước khô chẳng là cứ hoa có những cái tí. Quá quá cũng có những gì. Vâng.